phim này tôi sẽ giải thích cho anh em nghe. Giống như là mình biết ngay kêu á, bên kia là kiểu nó là cách liên lút nè, Yigilulu nè, Dusanami nè, thì mình cầm cái sẵn sàng tấn công. Còn nếu mà team nó kiểu quýnh cù nhây qua lại á, giống như là mấy kèn này quýnh Onin nè, mấy kèn này là một là quýnh Onin, hai là quýnh Farm, cho nên phải cầm sẵn sàng tấn công thì đam nó sẽ to hơn. Còn quýnh qua quýnh lại như kiểu Naughty leo này, mình quýnh chinh phục, quýnh theo thời gian đam to hơn. Còn mình quýnh dùng đam cái này á, cầm sẵn sàng tấn công. Với lại sức mình là Gaka, nó không giết Gaka đâu, nó bắn mình không à, mình cầm lá trắng, nó toàn lướt lên chơi mình thôi mà cầm lá trắng luôn, chứ nó không bắn Gaka đâu, nó bắn Gaka mình giết hai. Ok, ừ con băng dính nè, băng dính thì chơi Gawain gắt lắm, bữa chơi Gawain xanh lắm. Rồi lấy xong bắn mà phai hả, rồi mà phai thì lên cái thu phục hận là bắn nó chết mà. Vô tập trung. Hay vậy, hay da, trời ơi, giờ này chơi bằng cam nữa chứ. Lỗi rồi giờ, tầm này lên tay gọi là gì biết không? Cắt lỗ, mình bị lỗ rồi giờ mình càng đánh mình càng lỗ á, mình cắt lỗ ví dụ giờ đang lỗ 10 triệu, cắt lỗ luôn, lỗ nghe 10 triệu thôi. Chứ quýnh nhây nữa xíu lỗ 20 triệu, lỗ 30 triệu, 40 triệu á. Sao nha anh em ơi, vẫn trong tầm kiểm soát, mình để không bèo xíu cấp 3 nữa, 3 BK được. Anh xe lấy 2 nó đang được đâu. Nó khùng. Được cái nó khùng á. Tụi nó gọi nó lướt cho tôi sợ chứ, nó lướt chơi Gaka là giết hai mà. Đài nữa chứ, phải đó cấp 1 thì nó đài chết. Nhưng mà mình cấp 2 mà. Nó ma cái đài. Mấy fan này ship mình về mình phải đẩy á, tại vì mình không đẩy về sao mình sẽ bị kẹt. Mấy fan này mình đứng càng xa lính càng tốt nha. Làm gì vậy? Ghê vậy, chiến thuật quá vậy. Quy trúng luôn kìa. Ao trình lấp bi. Áo chỉnh lớp bi. Phía sau ba đó áo chỉnh lớp bi không? Tại vì mấy ghét xa nó không có lát á. Mình giả bộ mình đi một hướng, xong nó sẽ thấy cái điểm mà lúc mà nó vừa bấm me á, mình quay đầu ra liền. Quay đầu ra liền là nó sẽ bị hớ, nó không có lát thì nó sẽ không đúp được. Còn một kiến thức nha. Anh em hiểu không nè, ví dụ giờ này mình đang, nó đang đứng đây đúng không? Nó đang đi ra đường này. Cái mình đi ra đường này luôn đúng không? Cái kiểu mình cứ đi thẳng qua luôn, xong rồi để lúc nó vừa xe là mình quay cái đầu ra liền, là nó sẽ không bao giờ đúp tới. Trừ khi nó có lát, và nó mới gần top nó mất lát rồi. Và nó thấy cái lá trắng spec hay tác dụng chưa? Không có lá trắng nó phải đi rồi. Rồi có cái sai nó chắc luôn. Thì mình vẫn đánh luôn. Đúp đâu? Không có cái sai nó vào nhìn là biết rồi. Nhưng mà làm gì chứ? Có cái sai mà cái sai không lát thì lấy gì đụng đơ. Dở. Anh tăng lên cũng được, anh tăng. Nó chết. Cứ đi từ từ ra nó chết. Né dữ vậy, né gắt vậy. Né e lên nè, xong bật lá trắng lên nè, chết nè. Hồi về. Đúng không? Ủa không đủ mana hả? Lúc mà tụi anh giao lưu xong các em có gì em nhắn tin anh nha. Đợi rồi anh cái canh anh. Né xuống nè. Phải trả giá đầu game dám cam đơ á. Trời ơi, chơi giờ này mà còn đứng cấp 1 cam bụi đó nữa chứ. Tại bình thường là đi đường thủ rồi. Tại lo nói chuyện mới đi đường xong á.
chắc có cơ hội nó chơi. Giờ này ai mà cam bụi nữa. Rồi, để cho thường nó cắt. Hay. Đi. Anh em lưu ý nha, có một cái chích lõ nè. Mấy thằng mà nó mua áo chừng ga này á, trong trụ á mình đánh á, ví dụ nó trong trụ mình đúng không? Cái mình nó cầm áo chừng ga này nè, mình đánh nó là mình sẽ bị phản đam, là mình bị phản đam là trụ sẽ bắn nó, hiểu không? Kiểu mấy anh em đi top, quan trọng mấy anh em đi top anh em phải lưu ý á. Kiểu mấy tình huống mà anh em muốn bứt trụ đúng không? Cái này đang áo chừng ga anh em tưởng là anh em không đánh nó là trụ sẽ không đánh mấy ông. Nhưng mà mấy ông đánh nó đánh mấy ông là bị phản đam là trụ bắn đấy. Nhớ cái đó nha. Cái đó quan trọng á. Mấy kèo tăng á, mấy kèo tăng quan trọng. Mấy ông hay quên cái đó lắm. Biết thêm kiến thức và kiểu vô ích thì kiến thức không bao giờ là đủ nha. Ờ gấp mạng vậy. Anh đang chơi gấp mạng nữa chứ hoài luôn á. Các bạn mấy chữ này. Tập trung anh em ơi, sẽ tập chat sau nha anh em, chung xíu. Cha. Oh no. Nice try. It's okay.